Sáng nay tại Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hưng Yên chính thức khai mạc Đại hội khóa 8, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Hào, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Thị Tuyến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam các tỉnh phía Bắc cùng trên 160 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh. Báo cáo chính trị tại đại hội, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hưng Yên nêu rõ, 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự ủng hộ động viên của các ban ngành đoàn thể các địa phương và nhân dân trong tỉnh, báo chí Hưng Yên đã đổi mới, phát triển lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có những đóng góp tích cực hiệu quả vào công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, thực hiện tốt chức năng của báo chí là cơ quan ngôn luận của đảng, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân. Các cơ quan báo chí của tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát hiện cổ vũ, nhân rộng kịp thời các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, phản ánh, phê phán kịp thời những biểu hiện tiêu cực, những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, tổ chức nghiên cứu quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho hội viên. 5 năm qua, không có hội viên nào vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm kỷ luật cũng như pháp luật của nhà nước. Hội duy trì đều đặn giải báo chí tỉnh, nay là giải báo chí Nguyễn Văn Linh, nhằm cổ vũ hội viên có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, tích cực tham gia giải báo chí quốc gia, các giải báo chí chuyên ngành, các cuộc liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc, và đã đạt 5 giải báo chí quốc gia, trong đó có một giải A năm 2018 thuộc thể loại phim tài liệu của tác giả Trần Ngọc Anh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với tác phẩm Dấu son người xứ Nhãn. Hội đã kết nạp được 52 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên trên 160 người, làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên trong hoạt động nghiệp vụ, phối hợp tham gia chỉ đạo và quản lý báo chí, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí. Đặc biệt, trong năm 2018 đã quyên góp thành lập quỹ học bổng nhà báo, nhà văn Bùi Nguyên Khiết được 125 triệu đồng tại xã biên giới Tà Ngải Trồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Với những thành tích đã đạt được, Hội Nhà báo Hưng Yên đã 2 lần được Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ là đơn vị thi đua xuất sắc, 2 lần được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu khối thi đua, nhiều tập thể cá nhân nhà báo được khen thưởng. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hội, chất lượng hoạt động báo chí nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh cũng như của các chi hội, góp phần nâng cao chất lượng báo chí Hưng Yên, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, hội viên, xây dựng đội ngũ những người làm báo trong tỉnh vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, góp phần nâng cao chất lượng báo chí địa phương, để báo chí là công cụ của cấp ủy và chính quyền, đồng thời là diễn đàn của nhân dân. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương những thành tích mà Hội Nhà báo tỉnh và các hội viên, nhà báo đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định báo chí là một trong những kênh thông tin quan trọng, có vai trò tích cực đối với công tác tư tưởng văn hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên đã thể hiện được vai trò là ngôi nhà chung của hội viên, tập hợp đoàn kết động viên hội viên thực hiện tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo, xung kích trên mặt trận tư tưởng. Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu hội cần tiếp tục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn cho hội viên, xây dựng tổ chức hội, đội ngũ người làm báo Hưng Yên đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới, trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Cần tăng cường đổi mới phương thức hoạt động hội, thường xuyên quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác báo chí gắn với cái hướng dẫn thực hiện điều lệ của Hội Nhà báo Việt Nam và luật báo chí, để tăng cường cái định hướng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng hội viên, thực hiện nghiêm 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp ở người làm báo Việt Nam, đẩy mạnh vai trò xã hội và sức mạnh cộng đồng để báo chí tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội,
tuyên truyền hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng đổi mới và phát triển. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì báo chí Việt Nam nói chung cùng với các ngành nghề trong xã hội đều có những đổi mới để phù hợp với cái thời đại công nghệ số, với những phương thức thông tin mới, truyền thông đa phương tiện, để góp phần làm phong phú và nâng cao chất lượng các cái tác phẩm báo chí. Đội ngũ những người làm báo phải liên tục trau dồi kỹ năng, cập nhật cái kiến thức về công nghệ và luôn tự làm mới tác phẩm của mình để bắt kịp cái xu hướng của thời đại, tạo điều kiện để hội viên hoạt động sáng tạo, góp phần phát triển cái sự nghiệp báo chí của tỉnh, từ đó nâng cao cái vị thế vai trò của báo chí của tỉnh nhà, góp phần vào cái sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã khen thưởng cho 3 tập thể, 8 cá nhân Hội Nhà báo tỉnh có nhiều thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2014-2019. Trước đó, chiều ngày 24 tháng 6, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa 8 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã họp phiên đầu tiên, ông Nguyễn Công Đán, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên khóa 7, tái cử chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên khóa 8, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội 11 Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời thông qua nghị quyết Đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025.